Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC tối ngày 3 tháng 10 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay thì Minh Vy xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Samsung Việt Nam xin miễn thuế đối với điện thoại Galaxy Note 7 bị lỗi. Hà Nội cảnh báo người dân không nên ăn cá chết ở Hồ Tây. Nhưng trước hết sẽ là thông tin tốc độ tăng trưởng sản xuất tăng mạnh, PMI tháng 9 đạt 52,9 điểm. Theo báo cáo chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei trong tháng 9 vừa qua, chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng từ 52,2 điểm của tháng trước lên 52,9 điểm. Kết quả này báo hiệu sự cải thiện mạnh mẽ sức khỏe của lĩnh vực sản xuất, là mức cải thiện đáng kể nhất từ tháng 5 năm 2015. Theo đó, trong tháng 9, tốc độ tăng sản lượng ngành sản xuất đã nhanh hơn thành mức cao của 3 tháng và là mức tăng mạnh. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ 10 liên tiếp với tốc độ tăng nhanh hơn so với tháng 8. Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng đã tăng. Lượng công việc mới tăng đã khuyến khích các công ty tuyển thêm nhân viên trong tháng 9 và tốc độ tạo việc làm là mạnh và là nhanh nhất trong thời gian 5 năm rưỡi. Bên cạnh đó, tốc độ tăng chi phí đầu vào đã mạnh hơn một chút trong tháng 9 và gần như ngang bằng với mức trung bình của lịch sử chỉ số. Giá cả đầu ra đã tăng lần đầu tiên trong 4 tháng khi các nhà sản xuất cố gắng chuyển giao gánh nặng chi phí sang cho khách hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá cũng chỉ là nhỏ. Các nhà sản xuất ở Việt Nam đã tăng hoạt động mua hàng với tốc độ nhanh và là nhanh nhất kể từ tháng 5 2015. Cuối cùng, tồn kho của cả hàng mua và hàng thành phẩm đều tăng trong tháng 9. Hàng tồn kho trước sản xuất tiếp tục tăng mạnh sau mức kỷ lục của tháng trước, trong khi hàng tồn kho thành phẩm tăng lần đầu tiên trong 10 tháng. Liên quan đến sự cố lỗi pin phải thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên vừa có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cho doanh nghiệp này được miễn thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm bị lỗi. Trong văn bản gửi Tổng cục Hải quan, công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cho biết, sau khi phát hiện lỗi trong quá trình sản xuất Galaxy Note 7, tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc đã quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm trên thế giới. Trong đó, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên là một trong những nhà máy có sản xuất sản phẩm nằm trong chiến dịch thu hồi này. Theo Samsung Việt Nam Thái Nguyên, số hàng này có số lượng lớn và phải thực hiện thu hồi trong thời gian ngắn. Do đó, đơn vị này kiến nghị được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu, như quy định miễn thuế mà Việt Nam đang áp dụng hiện nay với các mặt hàng tạm nhập tái xuất để bảo hành sửa chữa. Thưa quý vị, trước tình trạng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây trong khoảng 4 ngày qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã lên tiếng cảnh báo người dân không được sử dụng lượng cá chết này làm thực phẩm. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về nghi vấn cá có nhiễm độc hay không. Theo đơn vị chịu trách nhiệm vệ sinh tầng mặt nước của Hồ Tây, hiện tượng cá nổi bắt đầu từ thứ Sáu ngày 30 tháng 9, sau đó chích dần, đến sáng ngày 2 tháng 9, sự việc xảy ra phổ biến trên toàn bộ bề mặt Hồ Tây, rộng khoảng 500 hectare. Cơ quan chức năng nhận định đây là hiện tượng nghiêm trọng chưa từng có. Theo ban quản lý Hồ Tây, kết quả phân tích mẫu nước gần đây cho thấy hàm lượng ammoniac cao gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép. Trong đó, mỗi ngày có khoảng 4.000 mét khối nước thải chưa qua xử lý từ các nhà hàng, quán ăn uống và người dân sinh sống xung quanh đổ xuống hồ. Nước ô nhiễm sẵn nên chỉ cần thay đổi thời tiết là cá chết. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cảnh báo người dân không vớt, sử dụng cá chết tại Hồ Tây làm thực phẩm khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có các chất độc hại hay không. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo phòng cảnh sát môi trường và cơ quan giám định lấy mẫu nước trên diện rộng từ trong bờ ra giữa hồ, từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu nhằm xác định nguyên nhân. Cũng liên quan đến vụ việc cá chết hàng loạt tại Hồ Tây, chiều qua lãnh đạo quận ủy Tây Hồ thành phố Hà Nội đã có công bố bước đầu về nguyên nhân xảy ra vụ việc. Theo đó, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy toàn bộ nước mặt của Hồ Tây không có oxy, chỉ số oxy bằng 0. Cơ quan chức năng cho biết hiện tượng thiếu oxy trong nước có thể do thời tiết chuyển mùa. Tuy nhiên, để có những nguyên nhân cụ thể, công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát môi trường và cơ quan giám định tiến hành lấy mẫu nước trên diện rộng từ trong bờ ra giữa hồ, từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu nhằm xác định nguyên nhân. Cơ quan này cũng sẽ lấy mẫu cá sống chết đưa đi giám định nhằm xác định cá có bị nhiễm các chất độc hay không. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ ngập nặng trong những ngày tới khi Đài khí tượng Thủy văn thông báo áp thấp phía nam quần đảo Hoàng Sa đang gây ảnh hưởng đến thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam. Cộng với triều cường cuối tháng 9 âm lịch cũng khiến cho mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới. Trận mưa đầu tuần sáng hôm 3 tháng 10 đã cho thấy nguy cơ ngập nặng của một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho đợt cao điểm triều cường và mùa mưa tại các tỉnh khu vực phía Nam. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, vùng áp thấp phía Nam quần đảo Hoàng Sa đang gây ảnh hưởng mạnh đến thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Đồng thời, triều cường của tháng 9 âm lịch hàng năm cũng sẽ ảnh hưởng đến mực nước của vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai. Trong những ngày tới, dự đoán mực nước tại trạm Phú An sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè kênh Đồng Điền có khả năng lên mức 1,4 đến 1,45 m. Đây là con số nằm ở mức báo động 2.
Đồng thời, trong tháng 10, Đài khí tượng Thủy văn cũng dự báo từ ngày 4 đến ngày 8, mưa tại Nam Bộ sẽ tăng nhẹ, mưa sẽ giảm sau ngày 8 tháng 10. Thưa quý vị, đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số, kỳ này thì Minh Vy muốn nhắc đến con số 97%. Đây là con số khảo sát về số người lao động ở Việt Nam mong muốn làm thêm giờ được thực hiện bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo Bộ Lao động, hiện hành giờ làm thêm tối đa của người lao động không quá 200 giờ mỗi năm, trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và người lao động cho rằng đây là những giới hạn cần được cởi bỏ. Theo con số từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khuyến cáo, giới hạn giờ làm thêm chỉ dưới mức 600 giờ một năm. Hiện Việt Nam là nước quy định giờ làm thêm chỉ gần bằng 1/2 mức trên và thấp nhất khu vực. Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ cân nhắc phương án tăng giờ làm thêm và chủ trương là mở thời gian làm thêm và khoanh vùng cho từng nhóm đối tượng. Thưa quý vị, vừa rồi là một số tin tức trong nước. Chúng ta sẽ tiếp tục với bản tin FBNC tối ngày 3 tháng 10 qua những thông tin đáng chú ý tại châu Á. Đồng nhân dân tệ được IMF đưa vào rổ tiền tệ lớn của thế giới. Tình trạng dân số già gây đau đầu cho doanh nghiệp nhỏ ở Nhật Bản.